Rồi, xin chào tất cả anh em chú bác. Nay mình bán tiếp vài món đồ nha anh em. Vài món đồ giá siêu rẻ cho anh em mình mua về dọc dạch mấy ngày Tết ha. Thì trước tiên thì mình bán khuyến mãi cho anh em là những xe win này anh em về tự đóng nha. Số lượng cũng còn ít thôi, không có nhiều. Mình bán lẻ là cho hôm nay mình bán lẻ cho anh em là 43.000 một viên nha. Lưu ý hàng này là nội trợ cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Hàng này là chưa qua sạc xả, bao dung lượng cho anh em mình đạt trên 2.450 luôn nha. Mình không, tại vì mình không dám chắc 100% là tại do nhiều khi những cái thiết bị đo của anh em nó không chuẩn xác với cái thiết bị của mình ha. Cho nên mình đảm bảo anh em dung lượng là trên 2.400 luôn nha. 25 ớt nha anh em. Thì ngoại hình nó còn 95%. Hộp này hả, mình đóng cũng khá là nhiều ha. Chất lượng thì anh em khỏi phải bàn. Nó bị dính keo do mình lớp một cái lớp keo trong những khối pin đó anh em, khối pin lõi mạch đó nó gỡ ra nè, cho nên nó còn những miếng dán keo á, cho nên anh em thấy nó bị dính nha. Nội trở 11 dòng xả này cao hơn 25R nha anh em, tức dung lượng thì cũng 2.500 như 25R nhưng mà dòng xả nó cao hơn, cho nên anh em dùng những cái máy công cụ cầm tay này thì pin này thì nó rất là khỏe. 43.000 viên anh em. Là lưu ý là giá này là giá khuyến mại cho nên là anh em mua hàng trăm, 50-70 viên cũng không bao ship nha. Nói chung mấy cái pin mình bán giá này hẳn ra mình bán không có bao ship cho nha, anh em chú ý lắng nghe nha. Nội trở là 11 nha anh em, nội trở thì dòng xả nó cao, nội trở nó sẽ càng thấp nha anh em. Dòng xả thấp, nội trở nó cao. Pin này anh em về mà nếu anh em chịu hy sinh về xem chất lượng như thế nào thì anh em lột này ra một cái thì anh em thấy mã vạch nó trong đó đầy hết nha. Đã còn siêu luôn nha anh em. Ví dụ như là nó để mình đo một cái cho anh em thấy cho nó rõ, để như khi bán nó không có đo cái nói này nói nọ. 43.000 viên thì tương đương với 25R mình đang bán dưới đây. Nội trợ khá là thấp nha anh em. Nội trợ nó nội trợ thế này là những chưa sạc xả. 43.000 viên cho những anh em về một phục vạch những ngày Tết ha, tự đóng. Đây, anh em thấy nội trợ như thế này cực kỳ không? Nó tương đương với dòng xả của thằng VTC5 này. Đây, mình cũng đang đóng những cái viên VTC5 cho anh em là nội trợ như thế này thôi nè. Lưu ý là chỉ bán lẻ, khuyến mại bán lẻ thôi nha, chứ không có khuyến mại thành khối được. Anh em. Cái này là cái này là dành cho những anh em có máy hàng sale ha, anh em mua về anh em tự đóng, có thể đóng bán vẫn có lãi ha. Lưu ý là 43.000 viên nha. Cái này có giá có vài sản phẩm thôi. $43k một sale nha anh em, 43.000. Mua nhiều thì tính tiền nhiều nha, mình sẽ không bao phí ship. Rồi mình cho nó qua một bên. Tiếp theo mình bán cái máy này 400.000, rẻ luôn. Hoặc có mấy sản phẩm thôi mình khỏi không ghi giá đâu, để nhiều khi anh em số anh em mà mình không có ghi cái là mã số 1. 400k nha. Hôm nay có mấy sản phẩm mình cũng ghi số thì rẻ như cho luôn nha anh em. Cái này lý do là mình tháo ra mất thời gian cho mình lắm, mình tính tháo nó vệ sinh, mình lắp vào cái nó bị kêu. Lắp vào bị kêu với lại nó bị kẹt cò nữa. Thắng nó yếu, lúc chưa tháo thì thắng nó vẫn ok. Cái này anh em về tháo ra lắp lại nha. Tại vì tánh mình nó cũng hơi cọc tánh cho nên nhiều khi mình tháo lần nữa là cái máy nó nằm ở sọt rác. Cho nên mình bán rẻ cho anh em vậy. Cái máy này nếu mà lắp mình ấy là hoàn chỉnh thì giá nó cũng khoảng từ 550. 500 cho tới 550 ha. Con máy này thì trong linh kiện nó là sẽ đầy đủ. Đây, mình có làm rớt nè anh em. Làm rớt nó bị cánh ngay cái dòng chụp búa ha, nhưng mà đảm bảo là không bị ảnh hưởng nha anh, không bị ảnh hưởng, không có đụng chạm với cái đầu búa bên trong cho nên em khỏi sợ đâu. Vấn đề kêu là không phải ở chỗ này, nó hơi kêu, con máy nó hơi kêu, mình tháo ra mình vệ sinh đó, đó. Hơi kêu nhẹ thôi, lắp vào cái nó bị thắng yếu nè anh em, chú ý là giờ mình nha, đèn đốt đầy đủ nha, điều tóc thì đầy đủ nè, đầu cứng luôn nha anh em,
tại dòng máy này máy có than nha, cho nên nó hơi kêu vậy nó cũng hợp lý rồi. Không có nóng đâu, nó không bị cắn hết, chắc có thể là mình lắp ấy thôi. Nè cái thắng nè, anh em thấy lúc ăn lúc nó không ha. Cái này anh em về vệ sinh cực kỳ dễ nha, tháo ra anh em xịt xăng vô nha, cái cò này anh em bớt vài chục cái là nó sẽ hết thôi. Mất thời gian quá, mình bán 400.000 anh em, mã số 1 thân máy nha, cục pin zin này không có. Lưu ý là thân máy nha anh em, đầy đủ phụ kiện, anh em về anh em cứ mãi thôi, tháo ra bung thôi thì coi như là mình anh em có tiền công dọn dạch. Cái này là nó bị dính dơ do tay mình cầm, nó bị dính nhớt nha anh em, chứ nó còn trắng tinh rồi. Lưu ý nghe là nó hơi kêu, và mắc cái đít này, mắc cái dây đeo thôi, không có gì hết. Đây 400.000, con này anh em chuyển khoản bao ship luôn nha, bao ship con này cũng hai mấy ba chục ngàn rồi, coi như dưới 400.000 không thể nào tìm mua được một con máy như thế này nha nè. Coi như mình như là nó hơn sát tí xíu thôi, đầu búa bu tư cò xử lý đơn giản, vỏ dép vẫn còn được luôn. Đây tiếp tục hôm nay mình có một ít sạc dự phòng nha anh em. Cái hàng này là hàng anh em thấy trên mạng YouTube này thì anh em thấy cũng rất nhiều nơi bán ha, thì bán ta bán như ta bán thì mình bán thanh lý cho anh em là 100.000 một cái sạc dự phòng này. 100.000 một cái nha. Này chung là mình không bao dung lượng anh em, dung lượng thì mình nó sẽ dao động từ 5.000 cho tới 7.000 thôi. Tại khi anh em mà cái pin này dung lượng của nó là thông số của nó để tới 10.000 là, nhưng mà khi mà lắp qua cái mạch dự phòng á là nó sẽ có hao hụt điện nha, cho nên khi anh em nạp đầy anh em có thể sạc một lần hoặc lần rưỡi hai lần tối đa thôi. Đó, hàng này hàng Nhật Bản nha, chưa qua sử dụng. Nó sẽ kèm theo là một cái dây sạc nữa nghe em. Nè, kèm theo một cái dây sạc như thế này nữa. Mình sẽ bắt test lên cái nào còn lên nguồn thì mình sẽ giao cho anh em nha. Giá này thì cho anh em mình y như mình bán không lãi cho anh em những sản phẩm này rồi. Ví dụ sản phẩm này có lên nguồn không? Đây, còn lên đèn nha. Cái này mình tháo ra mình review thôi chứ thật sự ra thằng này quên bấm thằng này đi đem nhốt vô rồi. Đây. Đó, cái này khi anh em mà không sử dụng mà sạc dự phòng quên nó có cái dòng A dòng ra nó là khoảng 1A và 2A nha anh em. Cổng vào là cổng micro có dây sạc kèm theo. Còn cổng ra thì nói chung là rất là thông dụng rồi. Cổng micro ổ cổng cái USB nè. Đây là mình có cái sản phẩm như hồi lúc trước hả mình cũng có bán nè. Những cái mạch dự phòng loại đó dung lượng nó còn khoảng chừng 4-5 ngàn một cho một cái cục pin như thế này nè, nó sử dụng pin lipo á. Mình đấu xong mình sử dụng cho cái bóng đèn led nghe cho cái máy hàng xe pin của mình đó. Lắp hai cell ổ hai viên hai cái cục hai cái lỗi pin này thành gần cho nó gần 10.000 đi, mình xài tới một tháng mình mới sạc một lần đó nè. Với công việc mình làm coi như tôi cũng hổm ra mình làm cũng liên tục, ngày nào cũng làm mở cái bóng đèn hai cái bóng đèn led nhỏ đó. Đây nè, quay sơ cho anh em thấy luôn đó. Tại nghe cái máy hàng này nó hơi dưới cái kim hàng nó sẽ bị thiếu ánh sáng đó. Mình sẽ lắp thêm hai bóng, một tháng mới sạc một lần đó. Anh em vậy nếu mà không khi nào không sử dụng nữa, khi anh em không sử dụng sạc dự phòng anh em lấy này ra em cắt ra chắc thằng này hở mình cắt nhiều mất tiêu rồi, cắt ra khoảng 2 phân như này là lấy cái mặt ra, bỏ cái mặt ra nè, đấu xong lại mình sẽ làm một cái thiết nguồn cho thiết bị khác rồi. 100.000 một cái nha anh em, siêu rẻ không bao gồm phí ship nha anh em, mua 2-3 cái gì anh em nếu chuyển khoản thì anh em nhận hàng anh em trả phí ship nó sẽ nhẹ hơn nha. Cái này nữa nay bán siêu rẻ luôn, không đụng hàng luôn, 300.000 một cái không bao gồm phí ship. Giá này chỉ có thể là từ tổng kết này thôi, thùng đạn 7 lít nha anh em. Đó anh em xem mấy cái anh em xem đầu cũng không ai bán giá này nha, mình đảm bảo luôn rẻ nhất mạng xã hội này luôn. Thường ta bán từ 350 đổ lên ha, chứ mình bán là 300.000 là không kèm phí ship, này mình bán coi như mình không lãi luôn. Thùng thì đương nhiên cái này là mình đã rửa rồi nha anh em, nói chung thùng bãi về thì nó sẽ
thùng bãi thì anh em phải biết là nó đã qua sử dụng và nó lưu bãi mưa nắng thì nó không có hoàn hảo 100% như hàng mới ha. Hàng mới thì anh em có thể tham khảo những cái thùng Việt Nam mình bán trên Shopee, họ bán đầy 200 mấy chục ngàn cái, nhìn nó mất tin nè. Nhưng mà cái độ mỏng, độ dày không bao giờ bằng những cái loại này nha. Để mình đo cái kích thước cho anh em, 7 lít nha anh em. 300 ngàn rẻ rề luôn. 15.5 nha, mình đo phủ bì nha anh em. 30. Cao 18 hơn nha. Gần 19, 18 rưỡi. 30 cm là gần rưỡi tay mình nha anh em. Có ron chống nước đầy đủ. Mình quên lưu ý là cái này là mình sẽ rửa rồi ha, nó sẽ có bị xây xước ít. Coi như bị như nó chồng lên nhau, ví dụ mà chồng nhau với bỏ mưa nắng á. Đó, cái thùng này nó cũng có cắn nhẹ thôi. Thùng này anh em, anh thùng này anh em đựng mãn đời cũng không hư nha. Thùng này thùng Nhật bãi chứ. Chất lượng cực kỳ luôn. 2,7 kg một cái nha anh em. Tiền ship nó cũng hơi phê á. 2,7 kg là tiền ship nó trên 50 ngàn cho một cái, anh em lưu ý. Giá nó mình siêu khuyến mãi rồi cho nên thì coi như là cái tiền ship đó mình bù vào cái tiền khuyến mãi, mình bù vào cái tiền ship cho anh em ha. Và bán như không lãi luôn. Ví dụ như một cái thùng này mình chưa vệ sinh thì mình để mình đựng đồ nè. Anh em thấy là trên nè, nó sẽ có bị những cái này ố nè. Là do cái nước rỉ sét á, nó trong những cái mà những chỗ nó không có sơn nó sẽ ra, anh em về rửa là nó sẽ sạch. Mới đẹp hơn là này, hơn cái này nhiều nha. Nè. Ví dụ như cái này mình đựng ốc vít nè. Ron chống nước đồ đầy đủ nha nè, ron chống nước đồ đầy đủ nè. Anh em để không bao giờ mà có chuyện mà mối mọt hay là nước nó không nó vào được nha. Để mình lấy camera xuống cho anh em xem. Đây mình đựng ốc vít mà nó có dầu mỡ để mình nè. Ốc vít này, ốc vít bãi á nha anh em. Nên mình mua vậy mình, khi mình thiếu những ốc thì có thể lắp vào những ốc xe rồi cũng vẫn được. Đồ nói chung mình cũng rất cần thiết những con ốc nhỏ 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 như thế này. Đó, ốc xịn sò không, đựng có dầu nhớt là cái này mình đựng cái nước 3 đời không hư nha. Đảm bảo cho anh em này, mấy cái thùng này anh em đựng suốt cuộc đời luôn, khi anh em rậm cũng vẫn còn luôn, đời con đời cháu vẫn còn luôn nè. Nó rất là dày. Đó. Quá trời đẹp luôn anh em. Quá là chất lượng. 2,7 kg một cái nha, lưu ý là 300 ngàn một cái, không bao gồm phí ship. Không bao gồm phí ship nha anh em, chuyển khoản thì nó sẽ nhẹ hơn tiền cho anh em hút dài đủ thuốc 10 ngàn mấy ngàn ly cà phê rồi ha. Còn lưu ý là những cái khối pin mình đóng thành khối sẽ không có giá khuyến mãi nha anh em. Nhắc lại là những cái sản phẩm sale này thì mình bán là 43 ngàn một sale. Anh em về tự đóng cho anh em vòng vạch người ta thay pin cũ, pin những cái pin mình đã cũ, với điều kiện anh em phải có máy hàng sale. Còn anh em không có máy hàng sale thì anh em tham gia với những cái giá pin thì mình đang bán đây. Đấy, hàng quá thì hôm qua mình bán thì mình đã gói hàng hết cho anh em rồi ha. Đây cái sạc thì cũng cái này sạc mẫu của mình đó, còn có mấy cái thôi. 500 ngàn một cái nha anh em. Sạc ắc quy thông minh, có thể sạc pin 3S luôn. Này nói sơ thôi, tại này mỗi clip mình mỗi nói. Đây như những khối pin Magenta mình đóng cho anh em đây. Đó, đóng là mà rất là rộng, nhìn nó vẫn còn trống, bỏ vô cái trọn lẫm luôn ha. Rõ zin. Ví dụ khối Magenta 25S này mình bán là như 350. Rồi, anh em muốn về tự đóng thì anh em mua cho nó sẽ rẻ hơn, anh em trong đó nó sẽ có tự đóng thì đương nhiên anh em có cái được lòi ra được một ít tiền công cà phê cho anh em ha. Lưu ý giá bán lẻ 43 ngàn nha. Giá khối không có thay đổi. Giá khối thì giá này cũng rất là tốt rồi. Cái tủ này hôm nay mình bán được 3 cái, vẫn còn hàng nha anh em. Rồi, làm clip ngắn thì mình sẽ quay sơ cho anh em. 2,2 triệu một cái nha anh em, bao ship. Tiền ship ba cái này thùng nặng 32 kg thì tiền ship nó cũng hơn 300 ngàn. Ví dụ anh em ở Sài Gòn gần thì cũng hơn 200 ngàn. Còn các tỉnh miền Tây miền xa xa thì nó sẽ ngoài 300. Đó, tiền thu về thì mình còn lại dưới 2 triệu cho một cái tủ đồ nghề nặng 32 kg này. Thùng thì tương đối đẹp ha. Thùng bãi về nghe nên chứ không phải là hàng ở đây gì hết. Hàng ở đây đảm bảo anh em cái số ký này sẽ không đạt được. Tuy nhiên cái vật liệu họ làm thì sẽ mỏng hơn cái này. Cái này là không có bánh xe nha, tại ở dưới là nó có chân sống, anh em có thể về lắp 4 bánh xe. Rồi hôm nay bán vài mã hàng thôi, anh em xem kênh thì nếu thấy có cái nào phù hợp thì quên, còn cái này nữa anh em.
Mà thôi cái này để mai bán đi. Con dít Makita thôi để mai bán nha. Rồi anh em xem nào phù hợp thì liên hệ mình nha. Và lưu ý những sản phẩm mình đã báo giá cụ thể trên đây và hình thức mua bán anh em chú ý lắng nghe. Chắc những sản phẩm này giá rất là rẻ rồi cho nên mình sẽ không bao ship với mọi hình thức nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.